Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh HD Game HD và mình là Son Cute. Mình rất vui được gặp lại tất cả các bạn. Và các bạn ơi, ở clip trước á thì mình thu hoạch không hết cái đoạn này tại vì vấn đề thời gian. Cho nên lúc mà mình tạm ngưng và khi ngưng mình làm clip xong thì mình đã thu hoạch xong hết thì mình lên được là 151.000 điểm kinh nghiệm nha các bạn. 151.353 điểm kinh nghiệm. Là có nghĩa ở clip trước mình thu hoạch không hết vì vấn đề thời gian, cho nên mình tạm dừng clip để cho các bạn còn nhiều cái công việc các bạn làm nữa. Thì xong clip thì mình đã đăng lên rồi, thì hiện tại là mình thu hoạch xong thì mình lên được là 151.353 điểm kinh nghiệm nha các bạn. Là mình đã thu hoạch cái lần thứ ba rồi đó, thì mình lên được một cấp và mình thêm 151.353 điểm kinh nghiệm đó. Thì nãy giờ mình cũng đã bán bớt mớ chuối rồi đó, thì mình đã review cho bạn xem là khi mình thu hoạch hết những chuối cái lần thứ ba thì mình được bao nhiêu điểm nghiệm rồi nha. Mình lên được một cấp và thêm được 151.353 điểm kinh nghiệm thì rất là ngon luôn các bạn. Và hiện tại cái bộ tăng cường này của mình còn 4 giờ nữa, mình cũng sẽ tranh thủ mình hoạt động để mình làm hết công sức của bộ tăng cường đó nha. Rồi các bạn ơi, hôm nay Son sẽ qua cái nick nhỏ level 35 của Son là mua được cái máy ép táo và Son sẽ mở ra cho các bạn xem nha. Rồi các bạn, lần này á thì HD nó update lại, thì cái lúc mình chuyển đó, mình chuyển qua những cái nick khác của mình thì nó sẽ không có lộ cái Gmail của mình lên. Thì bây giờ Son sẽ thoải mái không cần che nữa các bạn. Nó thoải mái hết qua nick nào qua thì mình sẽ thị phạm cho bạn xem luôn. Rồi, Son sẽ qua cái nick level 35. Hôm bữa Son cũng có làm clip Son mua rồi, mua lâu rồi, chắc cũng cỡ nửa tháng rồi các bạn. Đó. Có nghĩa là khi các bạn lên level 35 nha là bạn sẽ mở khóa được cái bộ tăng cường, đó là mở khóa được cái bộ tăng cường. Rồi với bạn mua được cái máy làm mứt các bạn, đó bạn mua được cái máy làm mứt này nha. Bạn mua được cái máy làm mứt, đó lên 38 thì mua máy làm trang sức. Cái máy làm trang sức này thì nó không có quan trọng các bạn, cho nên các bạn cũng không có cần phải mua tại cái nick phụ mà không có cần làm mua máy làm trang sức nha. Cái máy làm mứt này rất quan trọng nha các bạn, đó. Rồi bây giờ Son sẽ mở cái máy làm mứt ra và Son sẽ thị hoãn cho bạn xem. Rồi tới cấp 36 thì các bạn sẽ mua được cây cacao nha. Rồi bây giờ đó, Son sẽ mở thêm 1 ô, 2 ô, 3 ô, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ô các bạn, là Son được 6 ô và hết kim cương rồi. Và bây giờ Son sẽ sản xuất mứt táo. Nói chung cái máy làm mứt này rất là ngon nha các bạn. Tại vì cái máy làm mứt á, các bạn sản xuất thời gian lâu lắm. Nếu các bạn mà ít cái máy, một cái nít chính á, thì không bao giờ sản xuất được hết tất cả các loại mứt. Thì mình phải có thêm cái nít nhỏ hỗ trợ để sản xuất mứt táo. Đó. Rồi để Son thu hoạch táo, Son sản xuất mứt cho các bạn xem. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi thu hoạch một cây nữa các bạn. Rồi ok. À, 6 giờ đó, trong vòng 6 giờ thì được một hũ. Thì mình cứ sản xuất liên tục vậy đi. Thì cứ để chừng 5-10 hũ gì các bạn chuyển qua nick chính của mình. Thì hiện tại là nick 64 nè, nick 46 nè, nick 35 và thêm cái nick chính của mình, là tổng cộng là 4 nick sản xuất được máy sản xuất được mức nha các bạn. Đó. Thì bây giờ hiện tại cái mức là mình không sợ nữa rồi, không sợ thiếu mức nữa. Tại vì mình có 4 cái máy làm mức rồi. Đây. Các bạn, đây là những cái nick nhỏ của Son. Và Son đã sản xuất những cái này, Son hỗ trợ cho nick chính và chuyển về nick chính. Đó. Nói chung là Son cũng làm rất là nhiều về clip về những cái nick nhỏ, nick phụ này rồi. Thì các bạn nào mà chưa có xem á thì có thể quay lại kênh của Son và tìm hiểu tìm thêm các clip trước của Son á, thì các bạn tham khảo nha. Rồi bây giờ mình thu hoạch cá lên nữa các bạn, full nữa các bạn.
Rồi bây giờ nè, full ha, Sơn cũng đã hướng dẫn làm sao để giữ được cái bánh nó nằm ở dưới đây đó, thấy không, làm sao để giữ được những cái bánh nó nằm dưới đó. Nói chung là Son cũng đã hướng dẫn tất tần tật hết những cái mẹo trên nick nhỏ này rồi. Thì các bạn nào chưa có biết á, thì các bạn hãy tìm lại những cái clip của Son hướng dẫn và tham khảo nha. Đó, Son đã để là hết những nó đầy rồi các bạn. Cá. Rồi mình đi mua lúa vậy các bạn, mua lúa. Rồi. Sẵn qua nhà hàng xóm á, bạn kiếm cái hộp nè, hộp bí ẩn này ông mở nha. Đó, thấy không? Bạn kiếm những hộp bí ẩn ông mở. Rồi, tiếp tục vô lấy cá các bạn. Rồi, ok, quăng lưới. Các bạn lấy xong nhớ quăng lưới để bữa sau mình vô mình lấy cá tiếp. Nói chung á, cá là sao không thiếu, sao chỉ thiếu cơm với lông vịt thôi các bạn, chứ cá là son nhiều nít lấy cá lắm. Rồi tiếp tục mình sản xuất nè. À, các bạn thấy không? Rồi đây, đó, son sẽ sản xuất tiếp đó, son sẽ lấy lên. Rồi 1, 2, 3, 4, 5. Rồi tiếp tục mình mua lúa. Các bạn thấy thủ thuật giữ bánh ở mình chưa? Nói chung á, các bạn nào mà xem clip của mình lâu á thì đảm bảo các bạn sẽ hiểu cái thủ thuật mà giữ bánh ở dưới, giữ bánh dưới này đó, thấy không? Còn các bạn nào mà chưa có biết á thì các bạn có thể quay trở lại kênh của mình và tham khảo thêm nha. Ok, cái này là mình sản xuất xong mình để đó, nếu chín nó cần ở cái mình lấy lên mình chuyển về các bạn. Nói chung là rất là đơn giản. Rồi ok, đó thủ thuật là giữ bánh ở dưới các bạn đó. Ha, mình giữ nó một đống ở dưới đây nè, đó tám. Rồi okay. Các bạn lấy xong các bạn nhớ cho nó ăn nha, các bạn không cho nó ăn là bữa sau các bạn không có cái sữa bò để các bạn sản xuất tiếp đâu nha. Đó, các bạn hãy xem mình, hãy xem cái thao tác của mình á, ví dụ các bạn xem một lần không hiểu thì bạn xem hai lần không hiểu bạn xem ba lần đó. Và mình trồng những cái loại cây nào mà mình cần thiết thì mình hãy trồng nha. Đó, Son chỉ trồng những loại cây này thôi. Okay. Đó. Cái này thì cho nó 1.000 thôi. Các bạn phải tính toán nha các bạn. Các bạn phải tính toán làm sao để cho đủ cái số lượng cây để các bạn phục vụ cái việc sản xuất của bạn nha. Rồi, ok nè. Đó. Rồi, các bạn phải kiếm cái gì đó bằng bán. Đây, cá của mình bán về cho nó chín. Nếu cái nick này cần tiền thì bạn bán mắc giá. Rồi. Rồi cái thịt heo này mình sẽ thu hoạch. Các bạn thu hoạch về làm gì không? Thu hoạch mình chuyển về nick chính của mình. Rồi, chuyển về nick chính. Đó. Các bạn nghĩ các bạn có 4-5 nít như thế này thì các bạn sẽ có rất là nhiều bánh trái nha. Đó. Thấy không? Rất là nhiều luôn. Đó. Rồi đủ rồi các bạn. Đó, xong. Thấy không? Công việc đơn giản, mình chỉ vô có 5-10 phút. Một cái nick mình bỏ ra 5 phút thôi. Ừ, mình quên sản xuất cá đây nữa, mà mình bán hết trơn cho nó chín rồi. Bán hết cho nó chín rồi các bạn. Nè, sản xuất cái loại bánh này nè. Sản xuất một đống không?
đó, bạn sản xuất cái loại này, thấy không? Hiện tại á, là mình nếu sản xuất nâng cao á, thì mình sẽ sản xuất loại này nữa, là mình sẽ sản xuất thêm chén kem ở trong đây nữa bạn, rồi mình chuyển ra đây mình sản xuất cái lò nướng bánh nó. Rồi. Rồi các bạn, mình đã hiển thị cho bạn xem cái máy làm mứt của mình. Đó, là mình được 4 lít cái máy làm mứt, thì mình có 4 cái máy làm mứt như vậy, nhưng mà mứt của mình á thiếu là vẫn thiếu các bạn, không bao giờ mình đủ mứt, cho nên các bạn á hãy tính toán thật kỹ để cho tất cả các loại bánh nó hài hòa nhau, để cho cái hỗ trợ cái nít chính của mình nha. Rồi bây giờ Son sẽ lấy mớ Son chuyển về nít chính của Son cho các bạn xem nè. Rồi đây đó, thấy không các bạn, sản xuất đó, các bạn thấy mình không? Nếu mình nâng cao hơn nữa thì mình sẽ sản xuất thêm 3 cái chén kem nha. Đây ví dụ cái ô này bạn có 4 ô thì bạn sẽ sản xuất 4 cái chén kem, 4 cái chén kem nha. Đây có thêm 2 ô nữa nè, đó thấy không, là bạn sản xuất chén kem xong. Bạn sản xuất được máy này thì vài tiếng sau bạn vô bạn lấy sữa bò, bạn sẽ sản xuất phô mai dê, phô mai cho nít chính của mình. Rồi bây giờ Son sẽ chuyển về nít chính cho các bạn xem nha. Đó. Lấy mớ này. Rồi ok. Lấy mớ này về nít chính mình các bạn. Rồi chuyển về. 1 2 3 4 5 6, rồi 10 đó, thấy không? Nếu cái nít chính của mình cần tiền thì mình bán giá 1 đồng, nếu cái nít chính mình không cần tiền, nít này cần tiền thì bán giá mắc option đó, các bạn thấy mình không? Rồi chuyển bớt mớ này về nữa các bạn. Ok 13. Rồi cái thời gian rảnh này á, mình sẽ, các bạn biết mình làm gì không, mình sẽ lên báo mình kiếm trứng mình mua để dành mai sản xuất tiếp. Một quả đó, là mai mình sẽ sản xuất được bánh tiếp nha các bạn. Rồi và bây giờ mình sẽ quay trở về cái nick chính của mình để mình mua những cái này về nick chính của mình. Lâu lâu không biết sao á mà bạn mình không có bạn bè hết trơn ở nick phụ á, mà sao tự nhiên có người mua được các bạn, mình không hiểu luôn, mình không biết tại sao mà người ta mua được ở cái nick của mình luôn, nhiều lúc quá mình không hiểu luôn các bạn. Các bạn có bao giờ mà chuyển về nick nhỏ của nick nhỏ mà chuyển về nick chính của các bạn á thì các bạn bị những cái người lạ vô mua không, mà mình không biết tại sao người ta vô ta mua được nữa. Rồi bắt đầu mình lấy về nè các bạn, có một mớ luôn nha. Đó. Cái này á, là mình chuyển về cái nick nhân phụ của mình để mình sản xuất. Rồi bây giờ cái này là chuối nãy mình bán nè các bạn. Đó. Các bạn nên để ý nha, cái nào mình như cái này mình chạy có 300 điểm nghiệm lỗ mình xé các bạn. Bắp mật ong mình không có, cái này lỗ xé các bạn không có luôn, có cái này ok nè, chạy được nè các bạn. Đó. Xé luôn các bạn. Rồi ok, các bạn ơi, kinh nghiệm chia sẻ chơi 2D, làm sao để có nhiều bánh, làm sao để lên cấp nhanh, làm sao để có nhiều tiền của mình, đến đây xin tạm dừng và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Các bạn nhớ hãy để lại cho mình một lượt like, một lượt bình luận, và các bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi mình bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha.